Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em game hải tài chiến, mình đây từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước và video cho anh em xem video về online share đăng kênh đăng ký phản xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục trình hội sắt cốt hốt quả anh em vui chơi sự kiện mới của Lamy anh em. Sự kiện tuần này thì hiện tại tôi chưa quả anh em, nhưng mà vừa lấy vào trách thư thế nào thiếu quà gọn nhá. Hôm bữa tôi nhớ là phát có hai phần quà, và thế nào giờ vô game còn có mỗi phần. Để biết phải do nàng này nhận trước không đâu biết anh em, nhưng mà theo bộ nhớ của tôi không nhầm thì nàng này chưa nhận các bạn, nhưng không hiểu lý do vì sao thì hôm nay lại không có quà và chỉ có một phần quà thôi. Ok, cần quét nào. Ngoài ra thì về vấn đề sự kiện bên game thì sáng tôi có làm video điểm qua nên giờ không điểm qua nên anh em chỉ tranh thủ đi hốt quà thôi. Bữa thì có cả phần quà bảo trì anh em nhé, nhưng hôm nay vào đây không thấy anh em, chắc là còn mỗi phần quà truyền tin xuống mới anh em Uzashi thôi, chứ phần quà bảo trì là không thấy nữa rồi các bạn. Không biết là lý do vì sao nhưng mà hiện tại là không thấy anh em nhé, nó khó hiểu thật sự các bạn. Thôi nhận nhanh nào, 1k3 kim cương nữa 10k kim cương rồi. Ok các bạn, thám hiểu 1B điểm danh luôn, nhận quà quà anh em, rồi chúng ta sẽ bắt đầu hành trình cởi có quà sự kiện nào. Sự kiện chúng ta sẽ đến shop kim cương anh em nhé, vào đây mua này trước các bạn, 50. Ok, nước mắt man cherry 16 lần, hồn hải tạc nha. Hồn hải tạc nữa à, 100 thùng chỗ này các bạn cứ bình tĩnh thôi anh em. Ok các bạn, phụ bản áo bánh Oden Kata Big Mom anh em, không có rách nó kẹt quên mất. Rồi win anh em. Ok kìa, ok kìa, vẫn thua anh em. Cửa hàng nào, thêm được 10 xu các bạn, thêm được 10 xu rồi. Căng nhà. Rồi ok các bạn, thêm 10 xu nữa. Rồi ôi, 5 xu nữa các bạn, toang thế. Để tuần này các sự kiện nghe toang toang đấy nhỉ, chưa quẩy luôn thấy toang toang các bạn. Ok, trước tiên trích túi cho anh em nhé. Trích túi mở dương quá trước, 400 mấy rồi. Trang bị, trời ơi mất hết niềm tin vào cuộc sống các bạn. Hai dương kim cương không cần nói, đoán ra ngay anh em. Ok quẩy vào ấy nào anh em, đây quẩy nào, kiểu mất 9 xu đấy anh em, 9 xu nữa quay thêm một vòng nữa các bạn. Cứ mất ở đây quẩy được 5 vòng, 5 vòng các bạn. Anh nhờ. Ok tiếp tục nào, còn thiếu 9 xu nữa thôi anh em, 9 xu vòng quay ra ngon cơm rồi. Rồi cũng đời anh em, cũng đời. Tổng bộ nào, hai điểm này đây rồi anh em, nó vừa lượm thôi. 4 này, 5 6 7, vẫn đi mua à, đúng rồi các bạn, vẫn đang đi mua anh em.
tự nó thoát rồi, vẫn phải đi mua các bạn nhá, quậy tiếp. Oh, cũng được các bạn, thế là cũng ngon rồi. Vào là nhẹ 6 vòng các bạn. 45 thùng bia, 40 anh em. Ngon này. Cốc bia vàng có nhiều không? 20 cốc còn thua. Siêu vòng quay cao cấp nè, 260 thùng ạ. Bình tĩnh anh em. Túi đồ 74 thùng bia. Không quá nhiều, không quá ít các bạn. Nhưng mà trước mắt phải đi kiếm thêm 100 thùng bia bên đấy anh em. Để nào. Ok, có bao nhiêu này, bao nhiêu anh em. Kit này, hợp lên. Phải tăng Uroge Funky Gerut à, hay gì đấy anh em. Cái này vậy, rồi. Âu Kinh anh em. Rồi. Đi kiếm 100 thùng bia rồi anh em. Úp tướng đó các bạn nha. Ghép nào. 3 4 này. Ok nhiều nhờ. Còn nữa các bạn giật mình. Tưởng còn nữa thì giật mình các bạn. Thế nào. Ra 3 sàn gì. Được mấy form nữa thì cũng đi thu hồi thôi chứ làm gì anh em. Được mấy form này thì cũng đi thu hồi thôi chứ để làm cái gì. Dinamante Riruma đẹp Robin. Rồi Mandate là Bonnie à. Là gì. Oligumo. Và cũng làm đi anh em. Rồi luyện tập nội đi anh em. Đây 5 sao một lần hai phát 3 4 5 này 6 7 8 lần 16k anh em. 21k rồi. Cà rốt hy sinh phát à. Cho đủ anh em. Rồi sự kiện cửa hàng thu Ấn Độ anh em 100 thùng bia. Ok luôn. Ra thì chiêu mộ 174 thùng à. Úi trời. Úi trời. Úi trời. Lần đầu tiên các bạn thẻ bet nhân phẩm anh em. Lần đầu tiên luôn anh em. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên rút một phát ba cháu anh em. Rù rằng không ngon các bạn. Nhưng lần đầu tiên rút một phát ba cháu anh em. Đỉnh thật sự ạ. À. Trời ơi. Có những thứ mình tưởng tượng chỉ là mơ thôi anh em. Nhưng mà có những mơ nó là thành sự thật các bạn. Ba cháu S luôn ạ. À. Thằng đét luôn. Tới nào. Quá khủng khiếp anh em. Đỉnh thật sự ạ. À. Đỉnh của nó luôn, không còn gì nói anh em. Cà về đít 10 tiếp nào. Tiếp tục. Nục phi à. Ivan Cốc. Quá khủng anh em. Hạc bét nhân phẩm luôn các bạn. Để hốt quả quẩy sự kiện nó cứ phải như vậy các bạn. Mất công quẩy rồi nó phải nhược như thế. Sanri Chopper à. Ủa, mới thêm được chủ tịch Chopper nữa anh em. Em 4 cháu S rồi anh em. Nhà có hơn 100 thùng thôi, 170 mấy thùng anh em, 70 thùng. Làm ngay 4 cháu S rồi anh em, còn giải thích nhiều ạ. Quá khủng khiếp. Về thế nhờ. Tiếp nào. Momonga Chopper. Bây giờ ra 3 anh em. Nhận quà 50 cái bia vàng 11 phát rồi ok các bạn.
Thám hiểm Bonbi. Đó là nhiệm 11 phát anh em, ấn luôn. Ôi mới được 100 copy vàng nhỉ, được 100 copy vàng nữa là ngon các bạn. Đã ăn hết được luôn anh em, 50 cái thùng bia đây là ăn luôn các bạn. Đây là kiểm tra copy vàng đã, được 70 cốc thôi anh em. Được 70 cốc thôi các bạn. 70 cốc cũng được rồi các bạn. Đấy, có ăn không anh em, là mi nào. Tiếp tục. Hầu kinh. Rồi. Gáp. Nhận nào. Hai vòng. Ok anh em, nhặt luôn á. Thám hiểm hoàn bi anh em, đó. Thế là lượng nguyên 150 thùng bi anh em. Uầy, sự kiện, khỏi sự kiện tuần mới anh em, mét nhân phẩm luôn ạ. 9, 20, ok các bạn, nượm quà. Nượm quà. Giờ thì chiếc mộ đặc biệt anh em, 50 thùng nữa. Ivan Cốc. Nhớ vớt được tượng mới anh em, Inuzashi không? Bây giờ mới được có 400S thôi anh em, hơn 200 thùng rồi. Fanky Cododai ạ. 5 cháu anh em. Ê, hàng này cũng nhân phẩm, ui 6 cháu bạn Sabo nữa này. Hàng này chúng thế mà đọc cũng giá man nhỉ, 200 thùng đồng ngay 6 cháu S anh em, quá khủng khiếp ạ. Đúng kiểu mấy hàng nhân phẩm anh em, nhân phẩm quá mà. Nói chung thì video ngày hôm nay thì cũng chắc quẩy qua sự kiện sương sương thôi anh em. Clip kết thúc đây, hẹn mọi người ở tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã theo video kênh từ từ. Uầy. Bạn đừng phổ rất nhiều, anh em ở đây thắc mắc vui lòng comment dưới video nhé. Giờ thì bye bye.